về cái vấn đề này, đó là chúng ta thấy là cái tình trạng hôn nhân của dân số từ 15 tuổi trở lên các thị nông thôn và vùng kinh tế. Thì ở đây chúng ta sẽ phải phân tích cái này để nó ảnh hưởng đến cái tổng tỷ xuất sinh. Thì là lúc dạ, nãy bạn À, dạ hôm nay bạn nên nghỉ hay không nhờ, có việc riêng đó cô. À, xin hôm nay nghỉ nhé cô. Bạn gì? Cho bạn bạn đi nghỉ hưu hơn hả cô? Dạ, nên nghỉ là hôm sau bạn đợi ba được không cô? Bạn bạn Yến Vy đâu rồi? Bạn Yến Vy giải thích làm sao, làm sao phân tích làm sao đây? Yến Vy có mặt không? Dạ cô ơi, lớp có ba Yến Vy luôn á cô. Phạm Thị Yến Vy. Dạ có em. Dạ cái bài này thì em giải thích là theo thì cái vùng kinh tế và xã hội thì ở vùng ở thì trong 10 năm qua thì do chất lượng cuộc sống được nâng cao và chất lượng sinh sản được cải thiện thì việc cung cấp thông tin và hiệu quả của lợi ích chăm sóc sức khỏe sinh sản và cái lối tư tưởng thoáng về tình trạng hôn nhân đã tạo nên về sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn ạ. Và em so sánh giữa các vùng với nhau thì ở vùng Tây Nguyên, Trung Du, miền núi phía Bắc thì do kinh tế vẫn còn kém phát triển và là nơi cư trú của nhiều dân tộc thiểu số thì cho nên là cái tỷ xuất sinh nó sẽ cao hơn so với lại các vùng ở vùng Đông Nam Bộ ạ. Đang nói đến cái tác động của cái hôn nhân, cái bảng phía trước đó mà em, cái bảng cô đang chiếu á, trong cái bài mình làm nó có hai bảng, nghĩa là dựa trong cái tình trạng hôn nhân đó để giải thích cho cái tỷ xuất sinh đó, nghĩa là lúc nãy cô nói cái chỗ hôn nhân á, thì ở đây là cái bảng đầu tiên cô đưa lên, đó là cái vấn đề về tình trạng hôn nhân của người từ 15 tuổi trở lên chưa có vợ hoặc là chồng, có vợ hoặc là chồng, góa vợ hoặc là chồng, và vấn đề về ly hôn và ly thân thì nó sẽ tác động đến cái vấn đề mức sinh như thế nào, cái mối tương quan giữa cái yếu tố hôn nhân này với cái vấn đề về mức sinh. Dạ chắc em làm hơi lạc đề rồi cô. À nếu em nói như vậy là lạc đề rồi. Rồi thật rồi, được cô mời người khác. Bạn Gia Huy, Trần Gia Huy. Ở em cô. Em trả lời đi. Dạ thưa cô, là em giải thích là vùng nào mà kết hôn càng nhiều thì tỷ tổng xuất sinh càng nhiều cô. À đúng rồi, cái vùng nào mà kết hôn bởi nhiều, kết hôn cái tỷ suất kết hôn ở đây cao này, cái phần trăm kết hôn ở đây cao thì là cái tương ứng với nó thì cái mức sinh nó sẽ cao hơn. Đấy. Thì là chúng ta được rồi, ở đây thì em sẽ thấy vùng nào thấp và vùng nào là nhiều, và tương ứng với cái vấn đề về kết hôn thì là có các vấn đề về ly hôn nữa. Đâu rồi? Dạ cái ly hôn em xin đẹp. Ly hôn không đề cập tới hả? Dạ quên mất cô ơi. Ở đây cô đưa ra các cái mốc về tình trạng hôn nhân mà có vợ có chồng, chưa vợ chưa chồng này, xong rồi có vợ có chồng, rồi góa vợ góa chồng, rồi vấn đề về ly hôn và vấn đề về ly thân. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy này, bây giờ xét đến cái yếu tố tác động của vấn đề về chưa vợ chưa chồng, thì chúng ta sẽ thấy vấn đề chưa vợ chưa chồng giữa các vùng. Trước tiên xét nông thôn và thành thị thì chúng ta thấy vấn đề về thành thị là nó cao hơn.
đồng cái mức này cao hơn, chưa vợ chưa chồng nhiều hơn thì đi liền vào đó cái mức sinh nó cũng sẽ thấp hơn. Đấy. Thì tương ứng như vậy thì chúng ta sẽ thấy là ở còn giữa các vùng kinh tế thì ở Đông Nam Bộ các em sẽ thấy này có đến 30,2% là dân số chưa vợ chưa chồng. Ở đây. Trong khi đó ví dụ như ở Trung du miền núi phía Bắc là nó chỉ có 17% thôi. Cái chỗ này là nó nói đến cái chỗ gì các em nhớ không? Cái độ tuổi kết hôn nó muộn đó. Đấy. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là cái vấn đề của Đông Nam Bộ nó sinh ít đó, được lý giải ở cái hôn nhân á, là chúng ta thấy là cái vấn đề tuổi kết hôn ở đây nó rất là muộn và thể hiện ra cái vấn đề về chưa vợ chưa chồng của họ nó rất là cao. Đấy. Nó rất là cao, đó là cái giải thích cho cái yếu tố của chưa vợ chưa chồng. Cái thứ hai là tương ứng như nó thì cái vấn đề này thì cái có vợ có chồng của nó cũng ít hơn đây. 60-62%, trong khi đó của Trung du miền núi phía Bắc là nó tới 70-74%, mà Tây Nguyên mình nó là 70 đó. Em thấy không? Các cái yếu tố này nó đi liền với nhau. Rồi, cái chỗ có vợ có chồng cái này nó liên quan đến bệnh tật thì chỗ này nó thành Đông Nam Bộ nó lại cao bởi vì cái mức sống nó cao, cái yếu tố chăm sóc sức khỏe của nó. Nhưng hai cái vấn đề đặc biệt quan tâm ở đây đó là vấn đề về ly hôn và vấn đề về ly thân. Thì chúng ta sẽ thấy cái vấn đề về ly hôn của thành phố Hồ Chí Minh, của Đông Nam Bộ. Nó cao, rất là cao. Nó đứng thứ hai chỉ sau đồng bằng sông Cửu Long thôi. Đó. Như vậy chúng ta sẽ thấy cái vấn đề về ly hôn, kể cả áp dụng giải thích cho đồng bằng sông Cửu Long cũng vậy. Cái mức sinh của đồng bằng sông Cửu Long nó thấp cũng chỉ sau Đông Nam Bộ. Đó, và cả hai cái yếu tố này thì cái mức độ ly hôn của nó vẫn là cao. Đây. Hôn nhân nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái mức sinh, mà đã ly hôn thì là chúng ta sẽ thấy nó sẽ một cái thời gian gián đoạn trong vấn đề về sinh con. Đó, cho nên là những cái yếu tố hôn nhân này nó tác động cụ thể đến cái mức sinh mà chúng ta thấy nó là tương ứng. Ví dụ như là cái chưa vợ chưa chồng nhiều ở Đông Nam Bộ thì đi liền với nó là mức sinh ở chỗ này thấp. Rồi cái gì nữa, giải thích vấn đề gì nữa, cái số có vợ có chồng ở đây nó cũng thấp. Đấy, thì là đi liền với là cái mức sinh nó thấp. Và cái thứ ba đó là cái yếu tố ở đây nó là cái vấn đề về ly hôn. Ly hôn cao, nó cũng ly hôn cao thì sẽ dẫn đến cái có vợ có chồng ít một phần nữa. Đấy, và nó bổ trợ cho nhau để giải thích một trong những cái lý do giải thích cho cái vấn đề về mức sinh ở Đông Nam Bộ thấp. Thế thì không biết là chắc là nhiều người làm lạc đề quá à? Bạn Tú Duyên làm được không? Trần Bảo Tú Yên. Trần Bảo Tú Yên có mặt à? Trần La Tuấn Huy. Dạ em có cô. Ừ có, sao nãy giờ cô gọi không lên tiếng. Em mở cái mắt không lên. Sao làm bài có được không? Hay là chỗ này lại gây khó lạc đề à? Dạ, dạ em có làm được cô, em làm giống bạn. Được không? Dạ được. À được, thế là tốt rồi. Nghĩa là như vậy các em sẽ thấy này, ở cái trình chúng ta nó cao hơn. Cho nên khi mà người ta đưa ra cái bảng số liệu, chúng ta phải xác định cái nào là cái tác động cụ thể đến cái yêu cầu họ ra. Đấy, cho nên chúng ta phải biết tích lọc cái chỉ số để mà tận dụng trong cái bài làm của mình. Nhiều lúc là đưa ra như vậy nhưng không hẳn là phải áp dụng hết, mà mình phải lựa cái nào đó cho nó phù hợp. Đấy. Như vậy chúng ta tiếp theo. Cái yếu tố thứ hai tác động đến mức sinh. Đó là chúng ta sẽ thấy cái yếu tố về kinh tế. Giống như cô nói lúc nãy thì chúng ta sẽ thấy là từ thời xa xưa theo cái quan điểm của các nhà nhân khẩu học, rồi kể cả theo cái quan điểm của các Marx cũng vậy, cũng đã đúc kết được là cái trình độ kinh tế càng cao thì mức sinh nó thấp. Trình độ kinh tế càng thấp kém, càng nghèo nàn lạc hậu thì mức sinh nó cao. Đấy. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ thấy khi mà kinh tế phát triển thì cái mức sống được nâng cao. Đấy. Cái mức sống được nâng cao thì chúng ta thấy này, nếu như cái mức sống được nâng cao thì cái khả năng sinh đẻ của con người có sức khỏe tốt hơn đúng không, thì là nó sẽ sinh con tốt hơn. Nhưng mà cái này nó lại
bị quy đổi bởi cái yếu tố đó là cái mức sinh thực tế nó lại, và cái mức sinh thực tế và cái mong muốn sinh nó lại giảm. Đấy, cái chỗ này nó nằm ở cái trên này đó là mang cái tính chất sinh học, nhưng ở dưới này đó là cái ý thức hệ của con người nó đã quyết định cái điều đó. Đấy, họ khỏe mạnh nhưng mà cái ý thức của họ, cái ý muốn của họ, cái tâm lý của họ, họ không muốn sinh con nhiều. Đấy. Đấy. Mà kinh tế mà càng phát triển, mức sống càng nâng cao thì lại họ cái ý thức hệ sinh con nó lại càng rõ rệt ra, nghĩa là giống như cô nói ở ở phương Tây, và lúc nãy giờ tìm hiểu thì em sẽ thấy nguồn châu Phi, cái vùng mà cứ nghèo nàn lạc hậu thì lại là sinh nhiều, trong khi đó châu Tây phần Bắc Mỹ thì Canada rồi phần Tây Âu họ giàu có, họ sung sướng, nhưng họ lại không thiết tha, một bộ phận họ không thiết tha vấn đề về sinh con. Đấy, nghĩa là cái tự do hóa cá nhân của họ nó phát triển ở một mức cao, và họ muốn sống trước tiên cho bản thân của họ. Đấy, rồi sau đó họ mới nghĩ đến cái việc sinh con. Đấy, trong khi đó thì ở Việt Nam mình thì cái thường cái tâm lý phương Tây nó lại khác hơn một tí, còn cái tâm lý Á Đông của mình thì thường thì phần lớn là cái tâm lý vẫn thích sinh con, vẫn thích sinh nhiều con. Nhưng mà qua cái tìm hiểu thực trạng của Việt Nam mình thì nó cũng xảy ra tình trạng tương tự như vậy. Lúc nãy giờ chúng ta phải giải thích, nghĩa là hai cái vùng nghèo nhất của cả nước đó là Trung Du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên thì lại có cái mức sinh cao nhất của cả nước. Trong đó cái vùng mà giàu có nhất, phát triển nhất của vùng Đông Nam Bộ thì nó lại sinh thấp nhất của cả nước. Đấy, đó là cái trình độ phát triển. Cái trình độ phát triển nó, cái ý thức nó kéo theo cái mức sống và cái ý thức của người dân, cái nhận thức của người dân nó thay đổi. Đấy, cho nên chúng ta sẽ thấy là nếu như xét về cái thu nhập, xét về thu nhập GDP bình quân đầu người, chúng ta thấy là hiện nay ở cái mức của cả nước nó nằm ở cái khoảng 2.600 USD cho một người một năm. Đó là số liệu của năm trước, mà nay chúng ta thấy cái tình hình này nó còn thấp hơn nữa là cái chắc luôn. Đấy, chúng ta USD chúng ta quy đổi là khoảng 50 triệu cho một người một năm. Đấy, trong khi đó thì chúng ta sẽ thấy cái vùng Tây Nguyên của chúng ta, Đắk Lắk thì tôi thấy là theo dõi thì bám sát với cái mức trung bình đó, nhưng mà như con tum thì nó không bằng rồi. Nhưng mà còn ở vùng núi phía Bắc thì nó lại thấp hơn cái mức trung bình của Tây Nguyên. Đấy, cái mức của Tây Nguyên luôn. Nhưng mà các em thấy là ở Đông Nam Bộ cái cao vào bậc nhất và nó nằm ở mức trên 6.000 USD cho một người một năm. Đấy, nó cao gấp gần 3 lần. Đặc biệt Bình Dương là tỉnh có cái thu nhập bình quân đầu người cao nhất của cả nước. Đó, cái dân số đô thị của nó cũng cao vào bậc nhất của cả nước. Các em thấy như vậy. Thì chúng ta thấy nó lại nằm lúc nãy chiếu, chúng ta thấy nó là nằm cái mức là tỷ lệ sinh thấp, nhóm thấp và bậc nhất của cả nước, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Cho nên cái này chúng ta thấy từ xa xưa thì các Marx cũng đã khẳng định được cái điều này, và cho đến thực tại hiện nay nó vẫn đúng. Đấy, và đó là một cái nghịch lý trong xã hội, chúng ta thấy như vậy. Lý ra càng phát triển người ta có điều kiện chăm sóc nuôi dạy, nhưng lại họ lại không sinh. Nhưng mà những người lại nghèo, kém hiểu biết, không có điều kiện nuôi dạy, lại sinh con đông ra thì trở thành cái gánh nặng cho đất nước. Đấy, sinh ra nhưng không nuôi dạy được, đảm bảo không học, ăn học tới nơi tới chốn. Đấy, đó là một cái mà hiện nay chúng ta sẽ thấy ở Việt Nam mình đang cố gắng để giải quyết cái vấn đề này. Giống như nói, nghĩa là cái vùng Đông Nam Bộ bây giờ khuyến khích sinh lên, ở Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích sinh lên, nhưng chưa chắc họ đã sinh. Trong khi đó những cái vùng kia thì đại vẫn đang tiếp tục nỗ lực để giảm tỷ suất sinh xuống. Đó là một cái nghịch lý khó khăn của cái ngành công tác dân số hiện nay. Cái tiếp theo đó là các cái yếu tố kỹ thuật và khoa học. Đặc biệt đó là trong cái yếu tố kỹ thuật khoa học của ngành y tế, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức sinh. Nó ảnh hưởng đến hai khía cạnh mà bữa trước cô nói với chúng ta là một khía cạnh, bây giờ nó ảnh hưởng đến hai khía cạnh. Cái thứ nhất đó là cái sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, y học. Nó đã giúp chữa bệnh cho một bộ phận dân số vô sinh. Đây là một cái điều mà rất là đáng mừng trong ngành y học. Bởi vì có nhiều gia đình rất là khao khát, khi không con thì rất là khao khát được có con. Thì đây là một cái điều rất là đáng mừng, một cái mặt rất là tốt. Và cái thứ hai, nó ảnh hưởng đến cái vấn đề về thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Đấy. Thì cái chỗ này chúng ta cũng sẽ thấy nhờ các cái thiết bị y tế thì hiện nay nó đã giúp cho chúng ta thành công trong cái vấn đề thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Đó.
thành công trong vấn đề thực hiện ý kế hoạch hóa gia đình đó mới làm cho cái tỷ xuất sinh của chúng ta đi vào cái ổn định. Đấy, đó là nói ở tình hình Việt Nam của mình. Đấy. Và nó hướng tới đó là con người sinh đẻ theo ý muốn, theo cái chủ ý của mình. Đấy. Nghĩa là chúng ta không có con, chúng ta muốn có con thì chúng ta có thể là thụ tinh nhân tạo. Đấy. Chúng ta không muốn có con nữa thì chúng ta dùng các cái biện pháp kết hóa gia đình để chúng ta hạn chế cái việc sinh con lại. Đấy. Hạn chế từ cái lúc trước thụ thai và kể cả sau thụ thai rồi thì có một số thì chúng ta vẫn phải là tiến hành kết hóa gia đình. Đấy. Và tôi hy vọng thời gian tới chúng ta có thể là rộng rãi hơn để hướng cho cái là con người được tự do sinh con theo cái sở thích về cái giới tính. Nếu như đạt được đến cái điều đó thì chúng ta sẽ thấy là con người chúng ta sẽ phát triển vượt bậc. Để chúng ta để xem thử 20 năm sau, 30 năm sau thì cái này như ở các nước, cái sự khao khát của các nước Á Đông thì cái điều này có được đáp ứng hay không. Đó, mặc dù bây giờ tiến bộ y học đã phát triển rồi đó. Đấy. Đó là chúng ta sẽ thấy trong cái yếu tố thứ ba, cái này y tế của chúng ta giúp ích rất là nhiều trong cái việc tăng sinh hoặc là giảm sinh. Đấy. Cái tiếp theo đó là cái phong tục tập quán, tâm lý xã hội, tôn giáo và tín ngưỡng. Đặc biệt đó là cái phong tục tập quán và cái tâm lý xã hội. Thì cái này chúng ta sẽ thấy là cái hiện nay vẫn còn mà bữa trước chúng ta đã phân tích rồi, đó là đặc biệt ở cái vùng đồng bằng sông Hồng và cái vùng Bắc Trung Bộ của chúng ta, từ Thừa Thiên Huế đổ ra Thanh Hóa. Thì chúng ta sẽ thấy là cái tâm lý mà thích tâm con là đại đa phần của người Việt. Đấy, cái vùng từ miền Trung đổ ra trong Nam thì chúng ta thấy bây giờ cái này, cái tâm lý đó gần như là không còn nữa rồi. Khi mà chúng ta thấy bây giờ ở vùng Đông Nam Bộ khuyến khích sinh thì họ đã không muốn sinh. Thế thì chúng ta thấy là cái tâm lý thích đông con ở phía Bắc vẫn còn. Và đặc biệt đó là cái phong tục mà sinh con trai, cái tâm lý ưa chuộng thích con trai. Đấy, cái này nó cũng tác động cụ thể đến mức sinh. Giống như cô nói lúc nãy, nếu như chúng ta bây giờ pháp luật Việt Nam cho mỗi khuyến khích luôn, nghĩa là mỗi gia đình nên sinh đủ hai con. Đấy, nếu như mà sinh đủ hai con mà là những gia đình mà sinh hai con trai rồi ấy, nếu như các em mà có điều kiện chúng ta khảo sát lại những đối với những gia đình đã có hai con trai thì cái việc mà sinh con thứ ba, sinh con thứ tư thì rất là hiếm. Nhưng mà nếu như trong một gia đình mà sinh đủ hai con mà hai con gái thì lại là thông thường sẽ thích tìm kiếm để sinh thêm con trai. Không, chúng ta thấy trong gia đình ba con, hiện nay là thường là ba con thì thường là sẽ rơi vào gia đình có hai con gái trước. Phần nhiều là như vậy, đã thống kê rõ ràng rồi. Đó, để chúng ta sẽ thấy được đó là cái tâm lý, cái phong tục tập quán mà cái này chúng ta thấy nó như bữa trước chúng ta tìm hiểu ở cái phần trước thì chúng ta thấy là cái tâm lý mà thích con trai của chúng ta đấy, không biết thì đến bao giờ chúng ta mới giải quyết được cái vấn đề này. Ví dụ chúng ta thấy là cái tâm lý kết hôn sớm, trước đây thì tâm lý kết hôn sớm, nhưng hiện nay thì cái độ tuổi kết hôn của trẻ chúng ta bắt đầu nó thưa ra rồi đó. Bây giờ chúng ta thấy là nam giới trung bình độ tuổi kết hôn ở Việt Nam là 26. Đấy, mà ở nữ là 23, thậm chí ở thành phố Hồ Chí Minh có thể lên 27, 28. Đó, nghĩa là cái tâm lý đó đã thay đổi được, điều đáng mừng. Nhưng mà bây giờ lại là cái làm sao mà còn cái giải quyết cái tâm lý là sinh con trai. Đó, cái này đang liên quan đến cái vấn đề mất cân bằng giới tính vừa trước chúng ta tìm hiểu. Đấy. Thì cái phong tục tập quán đó nó dẫn đến cái mức sinh cao. Đấy. Và hiện nay thì chúng ta thấy có một số cái giống như cô nói lúc nãy, cái phong tục tập quán nó có cái sự thay đổi, đó là một bộ phận đã ý thức được và kết hôn muộn, rồi là gia đình hiện nay là duy trì ở cái gia đình nhỏ, nghĩa là ít con, và là như trong Nam của chúng ta, đồng bằng sông Cửu Long hay là vấn đề Đông Nam Bộ, gần như nó không còn cái sự mất cân bằng giới, cái sự bình đẳng giới nữa. Chính vì cái điều đó, cái nó làm cho cái mức sinh của hai cái vùng này giảm đi đáng kể. Đó. Như vậy chúng ta sẽ thấy trong cái phong tục tập quán, tâm lý xã hội nó cũng ảnh hưởng trực diện đến cái mức sinh. Đấy. Đặc biệt đó là cái tâm lý thích đông con. Đấy. Và
cái tâm lý thích con trai, nhưng hiện nay có thể còn cái đó là cái tâm lý thích con trai là cái mà cốt lõi đẩy cho cái mức sinh của Việt Nam mình ở một số vùng nó vẫn lên cao là như vậy. Đây, cái đây chúng ta sẽ thấy là cái đối với cái phụ nữ mà sinh con thứ ba đấy, thì chúng ta sẽ thấy đây, giống như cô nói lúc nãy, cái phụ nữ mà có học thì là họ quyết định cái số con của họ. Đấy. Cho nên là cái việc mà sinh con thứ ba đối với họ thì là nó ít, nhưng họ ít bị tác động hơn. Nhưng các em thấy đây, cái tuổi mà cái phụ nữ mà chưa đi học á, thì cái mức độ sinh con của những người chưa đi học và học ít nó nhiều gấp nhiều lần so với lại của những người mà học cao. Nghĩa là ở đây cái thứ nhất lúc nãy tôi nói, cái nhận thức của họ là một phần, cái thứ hai là họ dễ dàng bị tác động bởi chồng, bởi gia đình. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy một cái đơn giản là họ hiểu biết thấp hơn thì là chồng có thể là đe dọa, hoặc là nhà chồng có thể đe dọa, à không sinh con nữa, không sinh con trai thì họ bỏ, thì là họ lo sợ. Nhưng đối với những người phụ nữ có học thì họ có một cái thu nhập chính đáng, thì nếu như có xảy ra như vậy thì họ vẫn 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 đôi khi là họ vẫn bảo vệ cái quan điểm của mình, bởi vì họ còn công việc của họ, họ còn sự nghiệp của họ nữa, và họ chấp nhận dừng lại ở cái mức là sinh đủ hai con đó. Và cái yếu tố nữa đó là cái tác động của cái trình độ học vấn của phụ nữ đến mức sinh, thì chúng ta sẽ thấy cái này nó thể hiện rõ thôi. Cái thời gian kết hôn của những người mà có trình độ ấy, thì nó sẽ muộn hơn. Bản thân chúng ta là những người đang học, chúng ta thấy rất là rõ. Nếu như chúng ta ở nhà thì có thể là 19, 20, thậm chí 21 chúng ta kết hôn. Nhưng bây giờ chúng ta học, thậm chí là học y nó lại còn thêm 2 năm nữa, thì chắc chắn là cơ bản là trong số sinh viên chúng ta, tôi nghĩ là chúng ta cũng chờ phải là cũng hết thời gian học 6 năm rồi chúng ta mới kết hôn. Bởi vì chúng ta thấy là học hành nặng nề như vậy, không thể là học tới năm 3 rồi kết hôn xong rồi đẻ con rồi lại đi học tiếp, đúng không? Pháp luật vẫn cho phép, nhưng chúng ta thấy là như thế thì cái việc học của mình nó sẽ trở nên rất là khó khăn, và chúng ta nhiều em chúng ta sẽ không lựa chọn cái điều đó. Đấy. Rồi cái thứ hai đó là nhiều cái cơ hội việc làm, thì khi mà họ học hành họ có nhiều cái cơ hội việc làm thì đôi khi đó là họ sẽ ưu tiên cho cái công việc của họ, ưu tiên cho cái sự nghiệp của họ. Giống như cô nói lúc nãy, bây giờ giữa cái việc dừng lại học xong đại học ra đi làm rồi là đẻ một đứa con, đấy, sau đó họ đi học thì là họ có thể là học lên thạc sĩ nữa, đấy, rồi họ có đam mê là họ học thêm tiến sĩ nữa. Như vậy khi mà đã học như vậy thì gần như cái việc sinh con đứa thứ hai nó dừng lại. Đấy, khi chúng ta học hành xong, như bạn cô nhiều, rất là nhiều người nghĩ là học xong như vậy thì nó đã quá tuổi sinh rồi, và họ cũng không muốn gián đoạn cái sự nghiệp của họ nữa. Đấy, cho nên là nó sẽ ưu tiên cho cái vấn đề về công việc, về cái sự nghiệp thăng tiến của họ. Cái thứ ba đó là có cái kiến thức về sức khỏe sinh sản, nó dẫn đến cái kế hoạch hóa gia đình hiệu quả. Đấy. Và một cái cuối cùng đó là cái kiến thức nuôi con, cho nên nó giảm cái vấn đề về sinh bù. Sinh bù đây nghĩa là chúng ta sẽ hiểu như thế này, đối với ví dụ như là những người ít học chẳng hạn, thông thường thì họ sinh nhiều, và đứa này nếu như không may nó bệnh tật hay nó như thế nào đó thì họ sẵn sàng sinh đứa thứ hai, thứ ba để thay thế, nghĩa là gọi là sinh bù đấy. Nhưng đối với những người có học thì trước khi sinh thì họ sẽ nghiên cứu rất là kỹ thời điểm nào là nên mang thai, trong quá trình mang thai thì cần ăn uống như thế nào, ngủ nghỉ việc làm như thế nào cho nó phù hợp. Như vậy thì thông thường sinh ra đứa bé nó sẽ khỏe mạnh, và họ có một cái kiến thức chăm con tốt nữa, cho nên là thường họ không có cái tâm lý sinh bù. Đó là những cái yếu tố tác động của cái vấn đề về học vấn đến mức sinh. Này chúng ta nói lúc trước rồi. Và nói đến một số cái chính sách, chúng ta sẽ thấy đây là cái chính sách mới của Việt Nam chúng ta của năm 2020 á, đó là cái chương trình về cái điều chỉnh mức sinh để phù hợp giữa các vùng và các đối tượng cho đến năm 2030. Thì chúng ta thấy là hiện nay cái mức hai con đó là ổn định, thế nhưng mà sẽ có cái giảm ở cái vùng mà cao và là tăng ở cái vùng thấp. Đấy,
hay như lúc nãy là đây này, chúng ta thì thấy ở đây cái có những cái cô đã thống kê dựa vào cái điều tra dân số, đã thống kê nghĩa là những cái tỉnh mà có cái TSR dưới 2 thì những cái tỉnh này đang là ủng hộ sinh, ăn sinh. Đấy, thì là hiện nay chúng ta thấy chiếm cũng nhiều này. Rồi là những cái tỉnh mà từ 2 cho đến 2,2 thì những cái tỉnh này nghĩa là đang trong giới hạn ổn định. Đấy, duy trì như thế này. Thì trong đó còn lại đây thì chúng ta thấy là có những tỉnh từ 2,2 cho đến 2,5 là cũng giảm sinh. Đắk Lắk chúng ta nằm ở cái mức 2,3,7 đây. Đấy. Nhưng đây có một loạt các cái tỉnh mà trên 2,5 con đây đó thì là đều rất là đáng lo ngại, mà chót bảng ở đây là Hà Tĩnh, rồi Nghệ An, Yên Bái, Nam Định, Kon Tum, Điện Biên, Đắk Nông, Lai Châu, Phú Thọ, Thanh Hóa, Bắc Ninh và Tuyên Quang. Đấy, chúng ta thấy là phần nhiều nằm ở các cái tỉnh phía Bắc. Các em thấy không, Tây Nguyên chúng ta góp phần hai nơi, đó là Đắk Nông và là Kon Tum. Đó, còn lại các em thấy đa phần ở phía Bắc, gần như không có một tỉnh phía Nam nào lọt vô cái danh sách này cả. Đấy. Hay là một số cái chính sách của cái giống như cái lúc nãy cái dự thảo của luật dân số. Như vậy, cái chương này chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Có một số vấn đề lưu tâm trong cái chương này, đó là khái niệm về mức sinh. Các cái chỉ số đo lường mức sinh và các cái nhân tố ảnh hưởng đến mức sinh. Các em nắm cái phần này nha, là một trong những phần rất là trọng tâm. Bây giờ chúng ta sẽ sang chương thứ 7, đó là cái vấn đề về di dân đô thị hóa và dự báo dân số. Buổi sau chúng ta chỉ còn một buổi có 3 tiết thôi, chúng ta đi vào cái phần chính sách và có thể làm một cái bài kiểm tra nó đầy đủ hơn để chúng ta lấy điểm luôn. Rồi chúng ta sẽ sang chương thứ 7. Đó là cái vấn đề về di dân và dự báo dân số. Thì bữa trước nói với chúng ta nghĩa là trong tìm hiểu về dân số, các cái yếu tố để tác động đến dân số đó là sinh tử và di dân.
Thì sinh tử chúng ta đã tìm hiểu xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang xem nữa là cái vấn đề di dân thì nó sẽ tác động cụ thể như thế nào đến cái dân số. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái khái niệm, như vậy là di dân là gì? Thì chúng ta nghĩ là di dân là cái sự chuyển dịch bất kỳ con người trong một cái không gian và trong một cái thời gian nhất định, kèm theo cái sự thay đổi nơi cư trú tạm thời hay là vĩnh viễn. Đấy. Thì di dân nó theo cái nghĩa hẹp, đó là sự cái chuyển cư đơn giản từ một vùng này sang một vùng khác, nghĩa là phải có cái sự thay đổi về nơi ở. Khi nói đến di dân là phải có cái sự thay đổi về nơi ở. Đấy, chứ không phải như chúng ta đi công tác vài ba ngày chúng ta về, cái đó không gọi là di dân. Thì chúng ta sẽ thấy cái đặc điểm như vậy, kết luận lại chúng ta sẽ thấy là cái đặc điểm của di dân thì nó phải đảm bảo ba yếu tố. Thứ nhất đó là phải thay đổi nơi ở. Cái thứ hai đó là phải có mục đích. Đấy, nghĩa là chúng ta đến đó làm ăn, lập nghiệp hay là làm việc hay là học hành trong một thời gian dài. Nghĩa là di dân nó phải có mục đích và phải có một cái thời gian nhất định. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy di dân hay là di cư thì nó yếu kết hợp của hai yếu tố, đó là xuất cư và là nhập cư. Xuất cư và nhập cư thì nó sẽ tạo nên cái di cư hay là di dân. Như vậy thì phân loại di dân thì ở đây chúng ta sẽ thấy đó là theo độ dài thời gian nơi cư trú, nghĩa là di dân lâu dài. Nghĩa là thông thường đây là những người mà đi lập nghiệp luôn và gần như không quay lại nơi gốc để sinh sống nữa. Đấy. Ví dụ như chúng ta thấy những cái đồng bào dân tộc thiểu số đây, họ như người Mông họ di cư đến Tây Nguyên, mà cụ thể đó là ở huyện Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng, và họ đã thành lập nên những cái cộng đồng người Mông sống ở vùng này, đó là di dân lâu dài. Cái thứ hai đó là di dân tạm thời, nghĩa là chúng ta thấy đó là như chúng ta đi học 6 năm, chúng ta đến Buôn Ma Thuột chúng ta sống, sau đó chúng ta quay về quê hương của chúng ta, thì cái đó gọi là di dân tạm thời. Rồi cái thứ hai đó là di dân theo khoảng cách di dân, nghĩa là di dân đây là cái loại mà di dân quan trọng nhất trong dân số học. Đấy, nghĩa là chúng ta sẽ thấy ở đây đó là thứ nhất đó là di dân quốc tế. Di dân quốc tế hiện nay thì chúng ta sẽ thấy đây số liệu của năm 2019, thì cái biểu đồ của những nước mà nhập cư nhiều nhất hàng đầu đó là Mỹ. Chúng ta thấy hiện nay di dân phần nhiều đó là tập trung đến Mỹ. Đấy, hơn 60% dân số. Rồi sau đó là đến Đức. Đến Đức. Đấy. Hiện nay chúng ta có rất chính sách, Đức nó có rất là nhiều cái chính sách thu hút đến làm việc và ở. Đấy, bởi vì nó cũng là một nước dân số già và cái nguồn lao động nó thiếu trầm trọng. Đấy, và sau đó thì là Ả Rập Xê Út, rồi là Nga, rồi là Anh, rồi các quốc gia khác thì chiếm một cái tỷ lệ không đáng kể. Đấy. Cái thứ hai là cái biểu đồ xuất cư, nghĩa là những nước mà đi ra nước khác nhiều nhất. Thì điển hình ở đây phải nói đến đó là Ấn Độ. Trong vấn đề về di dân đi khỏi quốc gia thì người Ấn Độ là nhiều nhất. Đấy. Chúng ta thấy là chiếm cho đến là 79% người Ấn Độ di cư sang các quốc gia khác. Và chúng ta có một kiến thức bữa trước cô đã nói rồi, Ấn Độ là nước có dân cư đứng thứ hai trên thế giới, một nước đa chủng tộc, đa văn hóa. Đấy. Và người Ấn Độ họ dễ di cư, và một phần họ di cư sang Mỹ nhiều. Các em có biết vì sao nữa không? Ấn Độ nó là một quốc gia nói tiếng Anh. Tiếng Anh nó là cái tiếng được áp dụng trong cái hành chính sự nghiệp và trong tất cả các trường đại học. Cho nên các em mà quan tâm, em biết trong cái giới IT thì là công nghệ thông tin thì Ấn Độ sau Mỹ thì nó gần như đứng hàng đầu, bởi vì là nó cũng nói tiếng Anh cho nên cái việc tiếp cận của nó rất là dễ. Đấy,
nó chúng ta sẽ thấy là ở Ấn Độ nó có cái văn hóa, cái ngôn ngữ của nó. Ví dụ chúng ta thấy là nó có đến 10, trên đất nước Ấn Độ nó có đến là 15 cái ngôn ngữ phổ thông, nghĩa là 10 trong chương trình phổ thông thì có 15 ngôn ngữ dạy như vậy. Nhưng khi mà bước chân vào cổng trường đại học thì tất cả đều sử dụng tiếng Anh để là tiếng học tập và giao tiếp chính trong cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước. Chính vậy cho nên là người Ấn Độ tiếng Anh nó rất là tốt, và như vậy cái vấn đề về di cư của họ nó sẽ thuận tiện hơn, và cái điểm đến của họ là nhiều nhất là ở Mỹ, và trong cái lĩnh vực cũng nhiều nhất đó là công nghệ thông tin đấy. Và hiện nay chúng ta thấy là người Ấn Độ gần như đi khắp nơi cùng với là người Trung Quốc. Cái thứ hai đó là Mexico đấy. Thứ ba đó là mới là Trung Quốc nha, thứ ba là mới là Trung Quốc, rồi là Nga đấy, và còn lại thì một số quốc gia khác đấy. Đó là cái di cư trên quốc di cư quốc tế hiện nay, nghĩa là ở đây các em thấy là những nước xuất cư, những nước đi nhiều, và là những nước tiếp nhận dân cư nhiều. Còn ở ở Việt Nam mình thì là sao? Ở Việt Nam mình thì là sao? Ở Việt Nam thì là sao? Thì ở đây chúng ta có hôm nay có 6 vùng lặp đi lặp lại. Bây giờ em nào nhận xét cho chúng ta về cái biểu đồ thể hiện tỷ suất di dân thuần ở Việt Nam qua các năm, năm 2009 và 2019. Đây là cái tỷ lệ phần trăm các em nha. Đây là các vùng. Màu xanh là màu của 2009 và màu cam là màu của 2019. Thì bạn bạn Bảo Trơn đâu? Dạ em đây cho cô. Ừ, em giải thích cho cô, em nhận xét và giải thích cái sự thay đổi về di dân nội địa ở Việt Nam mình giữa các vùng qua các năm. Dạ thưa cô là theo em thấy thì theo cái biểu đồ này thì chỉ có đồng bằng ở đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là có tỷ suất di dân thuần là đạt giá trị dương, còn lại là giá trị âm hết. Tại vì hai khu vực này là hai khu vực kinh tế đang phát triển, nên là người dân ở những nơi khác sẽ tập trung về hai cái trọng điểm kinh tế này để họ làm việc. Rồi, em nói đúng rồi đó. Thế nhưng ở đây nó có một cái đặc biệt này. Em nói là đúng, hai cái phần mà xuất cư là hai cái phần tỷ suất di dân đều dương, đó là ở hai nơi đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ, nghĩa là hiểu nôm na đây là cái vấn đề về nhập cư đến hai vùng này là nhiều hơn xuất cư. Đấy, cho nên nó mới ra cái tỷ suất di dân dương như vậy. Còn những cái vùng ví dụ như Trung du miền núi phía Bắc với lại Bắc Trung Bộ và Tây Nam Duyên hải miền Trung với lại đồng bằng sông Cửu Long thì là nó là